Anh giận em vì em đã nói lời tổn thương anh. Giận thì giận mà thương thì thương. Nhưng mà cái đó là chỉ đường đạn đầu thôi em ơi. Giận thì giận mà thương thì khóc. Sau này là nó hết, cái bạn khác, cái ca bạn khác. Anh im lặng gần 3 tháng. Ông này cũng cũng chơi chơi cũng cũng lớn á. Im lặng gần 3 tháng, em thấy cái tốc mức độ của cái sự tổn thương. Mức độ của sự tổn thương đây nó có thể đến từ hai nguồn nha. Nguồn thứ nhất là em tạo ra sự tổn thương lớn đó. Tức là cái cách em tác động như thế nào không biết, nhưng mà nó tạo ra sự tổn thương lớn. Cái thứ hai là cái cách anh ta đón nhận. Tức là anh ta vẫn có thể là một người khập khiễng, và có sự cái sự tổn thương nó có thể nó không nhiều. Tức là mình chỉ có những cái gì đó nó nhẹ thôi. Nhưng mà với cái người nhạy cảm ở ngay đúng cái điểm đó, thì cái sự tổn thương nó được phóng đại lên và anh ta cảm nhận rất là lớn. Thì anh ta im lặng 3 tháng, gần 3 tháng. Trong thời gian đó em nhắn tin anh không trả lời, chứng tỏ là em có cái hành động làm lành kết nối lại cho anh ta cũng không. Đây là thể hiện một cái gì đó rất là căng. Không hỏi gì thêm, cứ vậy nên em cũng bực nên em im luôn. Đấy, thấy tổn thương ngày qua ngày lại đó. Sau 3 tháng anh lại nhắn tin và nói chuyện như chưa xảy ra chuyện gì. Thì đàn ông ta vậy, như anh giải thích rồi, đàn ông và phụ nữ khác nhau như thế nào trong cái bootcamp giải thích rõ rồi ha. Thì không biết có, nhưng mà cái đó anh cũng nói hoài trên livestream. Nhưng em nghe đâu trong thời gian anh có quen người khác sau đó chia tay, chuyện đó cũng không có gì ngạc nhiên. Tại vì cái cảm giác với em tụt thì có thể rung động với nhỏ khác, nhưng mà rung động nhiều khi cũng không mạnh rồi, hay là tiện nghi cho nên là giết nhỏ khác cũng có thể xảy ra. Giờ anh quay lại như vậy em thấy khó chịu, em phải làm sao ạ? Em phải thay đổi mình để mình đừng có vào những cái trạng thái mà gây ra sự tổn thương hoặc là bị tổn thương. Okay, đó là cái em cần làm. Giờ quay lại em thấy khó chịu thì để cho em không khó chịu, thì đó là cái em cần làm. Em phải thay đổi, ok, mình sẽ thành một cái phiên bản mà nó không gây tổn thương cho người khác và không để tổn thương cho mình, thì lúc đó em sẽ không có bị chuyện đó. Ok, bạn em chơi toàn người có cuộc sống an phận, không đọc sách, không phát triển bản thân, vậy em không nên chơi với họ hả anh? Hay nên nghĩ là mỗi người đều có giá trị riêng cho mình học hỏi ạ? Nói như thế này cho nó rõ ý nè. Nếu mà mình nói á, chơi có nghĩa là tương tác qua lại với họ, mà mình đi theo cái phương pháp hay là mình đi theo cái chủ hướng á, là bây giờ người mà mình gọi là không tích cực đi, hay là không tức là an phận đi, thì mình không chơi với họ, thì có nghĩa là như này, thì có nghĩa là như này, mình gần như không chơi với ai, mình chỉ chơi với một vài người hoàn hảo thôi, đúng không? Cho nên em cứ lấy là em sẽ vấp phải một cái là của đời này mình chơi với ai ta. Thứ hai nữa, ủa rồi ai chơi với mình ta? Tại vì ở góc độ này thì họ gọi là an phận mà mình coi nó là tiêu cực. Nhưng mà ở nhiều khía cạnh khác là nhiều khi mình cũng đâu cũng được gì đâu. Mình có thể có chút tích cực, nhưng mà nhiều khi mình lại hay chửi thề, rồi nhiều khi mình nóng giận, rồi nhiều khi mình độc ác, hay là nhiều khi mình mạo hiểm, hay nhiều khi mình thô lỗ, mình không cẩn trọng, hay là đến mức mình có thể đủ thứ cái dạng khác mà mình cũng không hoàn hảo, đúng không? Thì ai chơi với mình thì em sẽ thấy đời nó trở thành, ủa nếu vậy cuộc sống nó vô lý anh. Những cái triết lý về sức hút, tức là mình bị hút bởi những cái người, hay là mình cái quy luật về luật hấp dẫn ấy, là mình sẽ chơi với những người ta giống mình, người ta có những cái giá trị giống mình, có những cái niềm tin giống mình. Giá trị đây ấy, là những cái giá trị ở trong cái phiên bản ấy. Trong cái giá trị là tiền anh với tiền tôi bằng nhau, và ở chừng mực nào đó nó cũng có cái đó nó xảy ra, tức là những người có cái thu nhập bằng nhau, tại vì họ làm những cái tương tự nhau, có những cái tư duy nhau, thì họ thường họ chơi với nhau, họ không bị hút với nhau, chứ không phải là họ phân biệt đâu, mà tại cái sức hút nó tự nhiên trong cái luật hấp dẫn nó là như vậy đó. Thế thì cái triết lý nó nằm ở chỗ nào? Ở trong cái cuộc sống mà có nhiều người khác nhau ở nhiều khía cạnh, và có những cái sự không hoàn hảo khác nhau ở những điểm khác nhau đó. Nó như thế này nè, chúng ta vẫn có những cái tương tác hợp lý với những người ở những khía cạnh đó, có những mức hoàn toàn hoàn hảo khác nhau đó. Anh giả sử cho nếu cha mẹ của chúng ta không là người tích cực đi, hôm nào nói vậy tôi không chơi với ông già mà nhà tôi bỏ, đúng không? Thì em sẽ thấy nè, mình vẫn có thể tương tác và hiếu thảo như con với cha mẹ, mà không cần cha mẹ phải có cái tư duy mà mình gọi là tư duy tích cực, bảo bản có, đúng không? Mình học được ba chữ ở trong cái kem gì đó về, nó cha mẹ không có tư duy tích cực sửa rồi, nó cũng có nghĩa là mình cũng không hiểu được ông bà đó, ok không? Nhưng mà ý anh muốn nói đây, giả sử nếu một người hàng xóm của em mà làm nghề, giả sử như giả sử côn đồ đi, làm bảo kê du đảng đi, ok,
thì cái cách em tương tác với một anh ta, tại vì em đổi nhà hoài không được, lần trước em đổi nhà gặp kẻ sát nhân hàng loạt, em nói bảo không được chứ kẻ sát nhân hàng loạt nguy hiểm quá, em chạy qua bên đây em ở, thì em chạy chạy qua đây em ở, em lại gặp một người là giả sử như cha hàng xóm mà anh ấy tả đó, cha hàng xóm mà bụng phệ rồi này nọ, mà dắt con chó sáng nào cũng lại trước cửa nhà dở cắn lên, mới mấy nhỏ mạnh quá, mở quán cà phê không được, em nói tầm giờ em chuyển nhà. Em chuyển nhà lần này em gặp một anh làm bảo kê du đảng, nhưng mà lại mặc đồ vest, cầm giỏ xách, cầm Samsonite, tức là mặc đồ vest đeo chiếc đen. Thì dân bảo kê lại vậy á, hồi xưa là gì, đụng chuyện lôi mã tấu, đụng chuyện là hùng hổ xăm mình hổ báo, ngày hôm nay không hổ báo, ngày hôm nay nói chuyện ngoan ngoãn, da trắng nhìn đẹp đẽ, cầm cặp Samsonite, mở ra trong gì lựu đạn với súng, trời ơi thấy ghê đó, làm nghề đó chẳng hạn. Thế thì bây giờ cái cách em tương tác với anh ta là như thế nào? Em gặp em chào, hello hello anh, rồi sau đó đi đi, khi nào em cần chuyện bảo kê thì em lại em mướn anh ta, tại vì anh ta làm nghề đó, mình giữ cái tương tác nó nằm ở mức đó thôi. Ok, còn cái bà chủ hụi ở đầu xóm á, thì cái tương tác mình là thế nào, gặp bà thì hello vậy đó, không cần có chuyện gì đâu đó, nhưng mà nếu giả sử em muốn chơi hụi thì em lại nói tôi muốn chơi hụi với bà đó, vậy đó, mình giữ cái tương tác của mình, cái mối quan hệ của mình đúng ở cái mức để cho ở cái con người đó, ở mình là như vậy, cái mối quan hệ đó là tốt, nó nằm ở đó thôi. Tại em biết là trong những người đồng nghiệp trong công ty của em sẽ có những người thế này, những người thế kia, đúng không, nó đơn giản là vậy, và đó là cái gọi là biết cách sống vậy thôi, chứ mình không cần là mình phải là không nên chơi với họ hay là phải chơi với họ, tất cả mọi người đều đương nhiên có cái giá trị riêng của họ. Và cái đoạn đây biết cái ý sau của em nói rất là đúng, và mình học được của họ kể cả trong cái sự không hoàn hảo của họ luôn rồi em. Cho nên là họ an phận thì hãy thấy là ở cuộc đời có những người học có an phận, và trong cái an phận của họ, họ cũng có cái hay của họ. Ok, mình chỉ vậy thôi được rồi, không cần phải là không chơi. Em có thể chọn chơi và đón nhận cái sự ảnh hưởng của người mà em được hút, tại vì họ đưa cho em giá trị. Với những bạn này em không nhận ra nhiều giá trị, hay là em thấy là cái đó nó không phải là giá trị mà em muốn được hút, thì em chỉ giữ cái mối quan hệ ở đó thôi, em không đón, em không cho họ cái gọi là sự ảnh hưởng trên cái phương diện đó. Nhưng mà em có thể chấp nhận sự ảnh hưởng trên phương diện khác, giả sử như họ an phận nhưng mà họ hiếu thảo, còn mình thì bị nói là con trời đánh thánh đâm, thì nó là tôi thấy anh yên phận, tư duy của anh tôi thích là phải phát triển, nhưng mà trong phần hiếu thảo cha mẹ tôi là phải phục anh sát đất, và tôi thấy là tôi phải học ở anh điều đó đó, mình là vậy. Ok, nếu bạn coi cái video này tới đây mà thấy có giá trị á, thì bạn nhớ bấm vào cái nút màu đỏ là nút đăng ký kênh, còn ở tiếng Anh đó là chữ subscribe, sau đó nó hiện ra cái chuông, bấm vô cái chuông luôn, mỗi lần có video mới bạn sẽ được báo. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau nữa, bye bye.